Giờ Ơi mà sử anh dụng có nghe lại thấy hả? gì không? Đằng sau kìa. Hết hồn. Sao sao Dừng sao xe lại anh? ông ơi, dừng xe lại ông ơi. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình cùng với team của mình có một cái cuộc sống mới bên một cái server mới nha các bạn. Và hôm nay tụi mình sẽ dự định là chạy hàng xe tải với nhau. Đây là một cái công việc mới hơn những cái server khác ha. Và những cái server khác mình có tìm những cái công việc này rồi mà tìm hoài không có. Ok, thì hôm nay tụi mình chơi ở server là gta5rb.vn. Và hôm nay chơi cùng với Cù, Khiêm, Năm Đất và Blue các bạn. Đây là cái team ăn xin nè. Ai đứng dậy đi nào. Ăn xin như vậy là chết. Ok, bây giờ mình sẽ Đất gọi taxi tới nha các bạn. Thì đất mới vô thì vẫn chưa có gì đâu. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên học bằng lái xe trước. Đầu tiên là mình vô cái phần ưu tích nè. Đây, taxi ha. Đấy, gọi taxi. Rồi, tập hợp team ra đứng đường. Đó, nhanh lên, nhanh lên. Cái taxi tới rồi kìa. Đây 5 thằng đúng không? Này không gọi được trời ơi, taxi cho miếng tiền đi, 5 miếng tiền chỗ. đi. Giờ Thường giờ cũng ai mặc ơi. mặc mặc đồ Giờ này mặc nhất mặc mình đồng vest phải mà cho còn lên lết xe buýt. lết lết ngay cống hồi nó bay chết vào luôn nè. Ừ, Lết lết đường đúng rồi, lết đường đúng rồi, đúng rồi, ra nữa, à, ra nữa, taxi kìa, xong rồi, taxi kìa, cho người ra ta nữa. cán cái mình ăn Taxi giả kìa. đi, giá cũ, giá cũ. Ờ, taxi ơi. Ê ông ơi, ông ơi. Taxi, taxi, taxi. Hello ông. Xe này Xe bốn này chỗ, bốn xe chỗ này có ba có người ba thôi người thôi hả? hả? Xe này chờ được ba người Bây đâu giờ ông ơi, đây giờ tôi tôi có cần 5 tôi người cần thì người sao sao ông? không? Vì sao? Sao? Cái này Thì hơi hai người căng dễ đấy lắm nha. mà. À, mình Giờ chưa giờ kịp gì lấy đâu xe mà mà taxi mình kêu giờ còn kêu dư hai hai người là người sao là vô sao cớp vô nồng được cớp không? được không? Cướp taxi được Nè, không? cái cớp này nhìn Cướp cũng này nhìn rộng cũng lắm rộng nè. lắm nè. Cướp Cướp taxi taxi được được không? không? Được á, Không được không á. không không. Cuộc sống ai làm thế, đã khổ lắm rồi, khổ nghèo lắm rồi mới Ê, phải chạy taxi giờ á. còn chiến khác không ông ơi? Kêu một chiến nữa chứ, giờ còn hai Bây người đứng đúng đây nè. rồi, bây giờ phải Phải kêu thêm kêu một thêm một chiếc. chiếc. Không mày ông Mày chở ông bên kia chở đi bên xong kia rồi đi xong rồi ông quanh ông đầu quanh lại đầu nha. lại nha. Ok, Ok. tốc độ Thế lên đi. à, tính nhân 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 hai tiền Không, cái nha, chuyến tính đầu nhân đó đầu tính đó nhân tính hai nhân chừng hai, còn chuyến còn thứ chuyến hai thứ thì bên hai kia thì bên trả kia rồi cho trả nên là rồi khỏi cho nên tính là nha, khỏi rồi cứ tính đi đi nha. bye bye. Hợp Chuyến lý. đầu tính rồi đi luôn đi luôn đi. Lẹ lắm. Mấy thằng này lẹ lắm. Nhây Thôi đi nè đi nè. đi 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 đi. Nè mấy anh đi kia đi sao nè. chậm Một thì mất slot duy ghế nhất, à. một slot duy nhất chỉ một đứa. nào Ok, nào chở tôi đi nhẹ qua nhàng bên thôi, học bằng lái xe ông ơi. học Này hết cả xe của tôi rồi. ê mấy Ôi kia, sao mấy kia đều ôi 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 nóc mấy ông té. này, mấy ông này đứng lên hỏng kính xe tôi phải đến Xuống tiền kìa, xuống kìa, nha. đi xuống kìa. Xe tôi Không có đứng trên đua, nóc nha. không đi có đi đua đi đi được. Con đi xe này không đi có đi đua bánh được. đi Xuống đi. đi Ông xuống đi cho thằng đầu trâu mặt ngựa nó té đi. Này là mấy thằng em tôi nó dưới quê mới lên không à. Nó chuẩn bị tập một cái băng đầu đầu thú. à đây đây em có cách. Bây giờ mọi người đi đâu nào? Đi 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 qua đi bên qua học bên bằng học lái bằng xe lái ông xe ơi. không ơi. Thi bằng lái xe. Ok. Tính giá rẻ rẻ thôi nha. Cái này là bảo lấy rõ đâu nhá. Cái này mà cảnh sát bắt là công phải chịu tiền cho tôi đấy nha. Nếu mà cảnh Ok, sát bắt cái thì này đi em sẽ ông. như này đấy. Cái đi đi ông, đi đi ông. Đi em. Dã man quá. Đi đi ông ơi, đi đi ông ơi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, công đền tiền tôi đi, công làm vỡ kính hết xe tôi rồi. Một hồi về vệ sinh Công xe đền nữa tiền rồi. tôi đi. Đi Ê, nhanh nhanh ông ơi, ông ơi. ok Trễ giờ, trễ tí giờ tí mất nữa rồi ông tôi ơi. sẽ cộng thêm tiền công làm vỡ kính của tôi đấy. Cộng cộng cho người 100 Không mét. không, kính kính chưa vỡ, kính chưa vỡ. Thôi đi đi. đi, chỉ là rồi xuống lấy áo lao là xong mà. Áo tươi Thôi đã trắng nào, không phạm sao. luật thôi, đi nhanh thôi. Rồi, chạy bộ đi, nhanh lên nào. Ông đi ngược chiều kìa ông ơi. Chạy vậy chết rồi. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đi Tao qua đang bên ghét kia để học bằng luôn. lái xe tải nha. Tại vì để làm một công việc lái xe tải ấy, thì các bạn cần phải có một cái bằng lái xe Ông dùng tải. não Ôi, nha. Chứ không Ông phải là yên dùng tâm, bằng lái đường xe này hơi tôi để bao lái hết. xe tải nha. Ông yên tâm. Đấy thấy chưa? Đường này tôi bao hết, cảnh sát bắt. Không sợ đâu. Để tôi xem, để tôi chó mắt lên tôi xem mà. Ông bao được bao lâu? Bao ni lông hay bao gì không? Thôi tôi nói đùa đấy. Đấy, đèn này không ai đâu Ai ông, đâu đi ông, đi, đi không đi, sao không đâu. sao đâu, Không sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu. Ông bên kia Không có sao công đâu. an đấy, bên kia có công an đấy. Không có đâu. Không có đâu, thiệt, không có đâu. Tôi tin ông một lần nhá. Ừ, đó đèn xanh rồi kìa. Đồng Tin người phải dữ tin nhau chứ, nãy ông đạp ga là vừa rồi. Rồi quẹ vô luôn bất tài ơi. Từ từ phải đúng luật tí chứ, đúng luật tí xíu chứ.
Rồi ok, quậy vô. Rồi tới nơi. Bây giờ này ai xuống sàn của nó trả tiền. ông cứ bắt cái thằng nào mà xuống sàn á. Thôi tiền là đóng hộ tôi cái cửa xe đi nhờ. Kìa đóng cửa xe kìa, đi taxi luôn. Cảm ơn ông nhiều nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ vô mình học á, tại vì lý thuyết mình đã học xong rồi thì bây giờ mình sẽ thuê một con xe tải để mình học. Và giá để học bằng lái một con xe tải là 5.000 đô nha các bạn. Rồi Blue chạy ra chưa Blue? Blue chạy ra đúng không? Tới tôi này nha. Từ 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 người thôi, tại vì nó đè xe tải với nhau. Đi thi mà nó cho nguyên con xe tải nó đỏ lè luôn. Các bạn ơi, mình được cấp một con xe tải. Ê Blue ơi. Blue ơi, bà thấy xe tôi nó nổi không Blue? Không có đụng nha, đụng. Chưa. À các bạn, đây là nguyên một cái tập đoàn đi học bằng lái xe tải. À, rồi đi nào. Đây là bên trong ha. Hôm nay mình đã có mod một cái đồ họa mới rất là đẹp, đẹp hơn cái đồ họa cũ kia rất là nhiều và nó thật hơn nhiều. Rồi bay ông nha, cảm ơn ông nhiều. Chưa trả tiền của bay. Đứng đó ông chờ ông đó. Biết gì, cần biết gì đâu. Đuôi xe ăn bạn Hiền. Bạn về đuôi xe ăn bạn. Trời ơi, tổng xe bị trừ lỗi luôn kìa. Không, mình nhớ đúng rồi, cái này nó có cruise control mà sao nãy bật cruise control cũng được chứ rõ ràng mình bật là tầm 80. Nhưng mà nãy bật xong phát nó nhảy lên 81 luôn. Học xe tải thì cái tuyến đường nó cũng giống như kia nha các bạn, nó chỉ khác mỗi là cái con xe thôi. Ủa mày kia đâu rồi? Ôi trời. Chết rồi. 5.000 đô của tôi. Mình mất cái điểm kia rồi. Từ nghe mình tông cái điểm kia đây nè. Mất cái điểm kia rồi. Ê đừng có tông ơi. Anh mấy lỗi rồi? Anh 4/5 rồi. Em 5/5 rồi. Ghê quá các bạn. Mình phải chạy cẩn thận hơn mới được. Rồi lên cao tốc nha. Chạy được 120. Mở dàn tốc độ ra nè. Blue mới chạy lẹo á. Rồi 100. Gần 110. Ôi xe tải bốc dữ. Rồi đã lên số. Tiếp nào. Rồi 116 thôi. Tầm này thôi. Mình không dám lên nữa đâu. Lên nữa mất công. Ăn một lỗi nữa là đi về luôn á. Bán xe luôn á. Ok thì sau khi học bằng lái xong thì mình cùng với team của mình sẽ trải nghiệm thử cái hệ thống đi xe tải nha các bạn. Về gà đô hay gì? Anh vừa anh checkpoint chưa đấy? Em thấy anh có ăn đâu. Chưa. Ê đi bên kia. Lùi dinh cao tóc có bị gì không? Lo chạy là nói quá. Đi bên kia. Đúng rồi, đi bên kia. Nghe mùi ai nói lố chứ. Bây giờ không quay đầu được các bạn ơi. Mà chỉ có đi lùi thôi, không có quay đầu được. Không sao đâu, có tóc vắng mà. Lùi như có tóc, không sao đâu. Đây, ở đây có cái checkpoint ở bên này rồi mình bỏ mình đi. Rồi, đó, vậy mới đúng. Cây đi tiếp nha các bạn. Đi. Trời, cảm động quá. Đi. Tại tôi lộn, tôi bị lố rồi bạn ơi. Rồi có thể các bạn thấy nãy giờ đó chính là ở trong này hệ thống nói chuyện với nhau á, nó xuất hiện một cái loa kế bên cái tên của mình ha. Tại vì theo như cá nhân của mình thấy á, là cái hệ thống mà khi mà các bạn nói chuyện nó hiện cái chữ đang nói trên đầu nó rất là non roleplay. Tại vì lỡ đó mình núp lùm hay này kia mình nói cái nó hiện lên nó kỳ lắm các bạn. Mà gặp đông người nó loạt luôn, nó che hết màn hình của mình luôn. Cho nên là mình đề xuất cái hệ thống này ha. Rồi bây giờ mình xuống vô đây 80 thôi, nhẹ xuống đi. 80 nó sợ nó không nhận. Rồi ok. Một điểm cuối cùng, một lần cuối cùng. Nè cô cho đàng hoàng nè. Đó. Ê, Đức ơi chạy chậm Đức ơi, coi chừng Đức ơi. Cái này nó chạy ghê quá các bạn ơi. Cái này là băng đậu thú. Nào nói toàn là đậu thú không mà, nhưng mà có thể là có một khả năng, một nghĩa khác nữa nha các bạn. Ê, sắp về tới rồi. Mấy kia nó chạy. Chậm thôi nha, không có tông đích anh nha. Một điểm cuối cùng á. Em mà tông làm chết với anh. Em tông làm chết với anh.
anh Tông thì em với anh chung số phận. Ủa em bao nhiêu, 4/5 hay 5/5? 5/5 hình như nó thất bại rồi. Em ơi, anh nhớ được bữa anh học 5/5 nó cũng kêu là thất bại. Thế giờ em, giờ em đang muốn Tông anh nè. Ê thôi nha, thôi nha, anh giết em chết á, kêu taxi đâm em chết luôn á. Rồi sắp về tới rồi các bạn, cái ra là chạy ghê vậy. Láo, láo. Đây, 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 đây mấy bạn lái xe container này. Anh cảnh sát này. Yeah. Đây, đây mấy ông đứng lại nha, có anh cảnh sát ở đây nha. Mấy ông mà chạy, anh cảnh sát bắt đấy. Đây. Mình coi như mình không biết gì hết đi. Không được chạy, không được chạy. Anh cảnh sát đây, bạn này chạy này. Ê, coi như không biết gì hết đi. Ê, ôi, mấy bạn này chạy này. Ê. À, alo. Mấy bạn này. Sao anh? Mấy bạn này lúc nãy... Đâu, ông ơi, hồi nãy tôi nói ông có vấn đề về nghe nhìn rồi. Tôi nói ông đợi đây, đợi tôi đi học bằng lái về. Xong rồi ông chở tôi đi làm việc. Ông có vấn đề về nghe nhìn rồi. Chứ rõ ràng là tôi phải đi về đây, chứ đâu có phải là quỵt đâu, đúng không anh cảnh sát? Rõ ràng là ông này, ông cố tình vu oan nha chúng tôi. Chào anh em nha. Trên ra rồi, chúng ta cho xe đi rồi, nó hút một phát rồi. Nằm kế nhau chào hết luôn bây giờ. À, anh taxi ơi, chở em bây giờ, anh chở em đi qua bên kia đã. Nãy lúc nãy đã bàn nhau rồi mà. Đi lái taxi mà bị vấn đề về nghe nhìn để tránh ra thì sao, tại nó hốt một phát là bần thờ hết. Bây giờ tránh ra cho người ta đi vô. Mà anh ơi, tụi em kêu xe 7 chỗ mà sao anh đem xe 4 chỗ? Ừ, rõ ràng là nãy gọi xe 7 chỗ. Xin phép bây giờ mình cho mình nói một chút nha. Ok. Dạ. Đầu tiên là cho phép mình chào tất cả mọi người đây nha. Rồi. Chào lại. Băng đầu thú mà chào. Ok. Đây là người dẫn đầu của băng này. Anh cảnh sát có làm việc với bạn đó. Bạn blue á. Tụi không biết gì hết. Cho mình bây giờ là mình hỏi cái đầu tiên là sự việc là sao. Mình muốn nghe từ anh, từ bạn taxi trước nhỉ? Có nghĩa là mấy bạn này gọi xe, gọi taxi của mình đến. Nhưng mà đến thì taxi mình có 4 chỗ thôi mà bạn ấy có tận 6 người lận, 5 người lận, thế là không đủ chỗ. Thế là sau hai bạn kia trèo lên nóc xe làm vỡ hết cả cửa kính của xe mình. Đấy, sau trèo đến đây thế là mấy bạn ấy, mình nhờ mấy bạn ấy trèo lên lấy xe đi học bằng lái mất tiêu luôn. Thế mình sợ quá, mình sợ mấy bạn kịp tiền quá, mình phải gọi anh cảnh sát đến. Thôi. Đứng ở chỗ này. Ok, bây giờ mình cho mình hỏi là cái sự việc, ai bây giờ ai có thể đại diện ra nói chuyện với mình nhỉ? Đây, tôi lẹ lắm. Ok, mình hỏi là cái việc mà bạn taxi này nói có đúng không nhỉ? Đúng một phần á, anh cảnh sát. Thì bạn thử kể lại. Rồi, đầu tiên là tôi gọi taxi, tôi gọi một chiếc 7 chỗ. Tại vì lúc đó là mấy đàn em của tôi nó dưới quê lên, nó đông lắm. Lúc đó là xe 4 chỗ nó không thể nào chứa được. Nhưng mà sau đó thì anh taxi này chạy tới chỉ với con xe là 4 chỗ thôi. Và xe còn dư ra 2 người. Rồi sau đó thì đàn em tôi có vài hành vi lên nóc xe ngồi nghỉ mát một xíu thôi, chứ không có làm gì mà vỡ kính của anh này. Nhưng mà đi dọc đường thì tôi có bảo với anh taxi là đợi ở đây một xíu để tôi đi học bằng lái, xong về xong rồi chở tôi ra ngoài chỗ làm xe tải. Sau đó thì tụi tôi mới trả tiền, tại vì mới vô chưa có tiền nhiều. Nhưng mà anh taxi này có vấn đề về nghe và nhìn. Rồi, ok mình hiểu rồi. Bây giờ cho mình xin phép giải thích một chút nha. Ok. Là taxi là 4 chỗ đúng không? Đúng rồi. Và bên mình là có 6 người. Bây giờ tăng thêm rồi anh cảnh sát. Ok, y mình đang hỏi là cái câu chuyện lúc đầu á. Đúng rồi. Thì tại sao là mình không gọi là đi hai chuyến nhỉ? Hay là gọi thêm một taxi khác mà lại phải trèo lên xe ngồi? Có, lúc mà anh taxi này tới tôi có bảo là anh gọi thêm một người đồng nghiệp tới, nhưng mà anh kêu là cứ không sao đâu lên đi. Anh còn bắt hai anh em của tôi vào cốp nữa. Chị Lu nhìn lên trên. Nhưng mà do là tại vì trong cái cốp nó chật quá, hai anh em của tôi nó không thể nào lên được, cho nên nó phải lên nóc nó ngồi. Lên trên ok. Bạn taxi nhỉ? Cái đôi. Ông chuồng đi rồi. Ông chuồng đi rồi. Chuồng. Chuồng đi rồi, rõ ràng là ông không kêu đồng nghiệp tới, ông muốn ăn trộm hết một cái cuốc này. Đúng rồi anh. Cho mình sự việc vừa rồi có đúng là sự thật không? Thì cũng coi như là đúng anh ạ. Coi như là đây là đây, anh thấy chưa? đây anh, coi anh, như anh,
Anh có biết bây giờ là cái đâu có thể nhìn 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 mà quay ra đây nói chuyện với mình được không? em hơi sợ ơi. Mình có làm gì cái đâu đâu nhỉ? Em hơi sợ anh cảnh sát. Cái đâu giải thích cho mình cái sự việc này bạn. Thì anh biết nghề taxi cũng hơi bạc. Anh nhìn em đi làm đến một pha lật kèo đến từ mình các bạn ạ. Đi cũng chẳng có đi, mình đi trên đất. Nên là cũng hơi tham. Đấy. Và tham thì cũng cao đi với là cam tiền. Mà sợ mấy bạn ấy quỵt tiền quá, em gọi anh đến ai ngờ bị quả lật kèo căng quá. Tại sao mà đã phạm pháp rồi, đã phạm pháp như thế rồi mà lại còn gọi công an đến để giải quyết ra. Giải quyết mà lại còn gọi là gạch ông đồng đồng. Don't mess with the đầu thú băng. Thôi bây giờ này anh cảnh sát ơi, nghe em nói là bây giờ anh coi như một việc nó xong rồi, bây giờ cho anh nó chở tụi em miễn phí là được. Anh cũng chở một chuyến, tại vì bây giờ ban ngày nó đông quá, nó không có đủ xe anh ơi. Ok, cái này thì bây giờ nha. Nếu như mà sự việc này không truy cứu thì thôi. Mà nếu như cái việc mà bây giờ cái đâu, mình hỏi một chút. Bây giờ bạn nên là yêu cầu là bạn chở bạn đi miễn phí một chuyến thì bạn có đồng ý không? Cũng được anh ạ. Nếu mà khó khăn thì mình có thể hỗ trợ mình có thể hỗ trợ em ít chứ. Chở miễn phí này chết em nhà. Mọi người nhìn lên nóc nhà mọi người. Ok nha, bây giờ mình sẽ hỗ trợ đây đâu và mình sẽ hỗ trợ bên bạn chở anh em đi nhá. Ok ok. Lên nóc nhà nè mọi người ơi. Em ở trên này. Rồi bây giờ đi đây nè mọi người. Đi làm công việc nè mọi người. Ơi 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 ơi. Chạy xe nha, chạy xe là đền nha. Năm lần bể đèn rồi đó nè. Bể bắn rồi. Bể. Thôi đi. Anh bắt anh chiều này cho em, anh ấy đánh em kìa. Thực ra là đúng là người tính thì không bằng trời tính, em ra hôm nay tôi phải đi hai chuyến thật rồi. Thôi bây giờ cứ đi đi. Đi. Anh em cứ lại đó đợi nha, đợi chuyến sau nha. Em cố gắng đợi một chút nha. Kiểu này là phải 3 tiếng lận. Thì có tự nhiên cái băng của mình nó tham gia nó đông các bạn, nó thêm vài người mới, nay có Khang lại có Văn nữa nha. Tính ra nó tên là taxi luôn á. Thành phố. Sao cái đứa xe nó mớm hết trơn rồi. Thành phố gì đâu, không có xe buýt. Này, được đùa với băng đầu thú nha anh taxi. Không, mọi người đi xe cứ bình tĩnh. Đấy, có gì từ từ. Nhưng mà anh ơi. Bây giờ tụi em không máu nó đua xe nó nằm trong người nó sôi trào quá, anh chạy nhanh một xíu được không? Đạp hết ga được không? Bắt đầu luôn cũng được. Sợ vậy, bây giờ anh xuống đi. Xuống đây tụi em chạy cho. Thôi đừng, nó mới học bằng lái mà tụi nó tông con xe tải muốn banh luôn rồi, anh đưa cho nó chạy là chết. Banh đầu. Ủa, sao mất nhiều người vậy? Ủa. Ok, đi tiếp nha các bạn. Nãy đang đi dọc đường anh taxi bị đột quỵ. Thành ra là băng mình nó phải xuống nó hôn mấy cái thì anh mới tỉnh và anh đi tiếp được. Thằng Gan nó chạy với cái tính. Chạy đúng bê đê dữ vậy. Men quá. Rồi. Anh ơi, anh chạy gì có 20-30 vậy? Chổng ngược chạy luôn. Chạy để an toàn mình ơi. Trời, bây giờ ở đây có ai đâu. Đúng rồi. Cứ phóng hết ga số đi anh nè. Đúng rồi anh ơi, giờ xe còn gì đâu. Đây tụi em toàn dân đam mê máu lửa không à. Rồi, đây tháo cái thắng ra chạy luôn nha. Ok, okay. Được. Anh thấy chiếc xe đạp đằng sau nó còn chạy hơn anh không? Xe đạp đỉnh không phải đùa đâu. Thôi, thấy anh tài xế cũng tội nghiệp. Gửi cho anh một đô mua kẹo đồ ngậm cho nó vui. Ủa gì em gửi tôi cái gì? Ủa gửi lại đi, gửi lộn. Chơi, chạy. Anh ơi, taxi ơi, sao lại đi đường vòng anh ơi? Cái cảng bên kia mà anh ơi, cảng bên kia. Anh cứu tôi đúng không? Sorry. Rồi, lùi xe là đi ngược chiều nè, rồi. Chúng tôi là nhân chứng trong cái vụ này. Anh liệu hồn mà đưa số điện thoại đây để mốt anh em đi được đi miễn phí. Đúng rồi. Chết đi như vậy là chết. Taxi cần 7 người không anh? Ê, chắc là có. Trong này là chỗ mà cản xe nó ra mà xe công nó hút một phát thôi. Anh chị em chúng tôi lên bàn thờ ngắm gà hết. Bây giờ anh tuyển tụi em về làm taxi đi. Thôi cảm ơn. Đáng lý ra là ấy.
Thái độ thì chứ. Đáng lý ra là tôi định trả anh tiền đó, nhưng mà tại vì anh đi ngược chiều cho nên là anh tự giác đưa số điện thoại đây, mai mốt tôi gọi anh đi tiếp. Rồi, bye bye nha. Cảm ơn anh nhiều. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn nha. Ok, anh em cho đi làm việc nè, đi vô nộp đơn xin việc nè. Rồi, ok, thì sau khi mà các bạn có bằng lái xe xong, các bạn tới chỗ này thì các bạn sẽ thuê xe tải để đi ha. Và ở đây mình có được là 4 chiếc xe tải, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn và 10 tấn, thì tương ứng với lại nhiều chuyến hàng, có nghĩa là 3 tấn các bạn sẽ đi 3 chuyến, 5 tấn đi 5 chuyến, 10 tấn đi 10 chuyến nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi 5 tấn đi mọi người. Rồi, bây giờ đi ra bãi để nhận xe. À, đây là xe của mình rồi các bạn. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên. Đấy, các bạn nhìn đồ họa giờ này nó đẹp không? Rồi, lên xe. Lên luôn. Ok, đi tiếp nha các bạn. Dừng anh ơi. Sao? Em biết gì không? Anh đợi em tí nữa. Hả? Có khi... Ủa sao vậy? Bị gì nông đất? Chết đói anh. Đâu có chết đâu. Em đang chết đói này. Vẫn còn sống sợ mà. Em sắp chết đói thôi. Thôi. Rồi xong. Gọi cấp cứu các bạn ơi. À đây rồi. À ok. Đấy. Anh niên này giả chết thôi, giả chết để lựa anh em mình thôi. Từ các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đi qua bên điểm bên này để mình đi lấy hàng ha. Ôi trời ơi. Các bạn ơi. Bình minh lên kìa, đẹp quá. Mày mày. Đúng rồi. Wow. Ê. Ủa đâu ra vậy? Đẹp chứ. Người ta đang ngắm bình minh lên. Trời ơi đẹp quá. Đi xem mà ngắm bình minh. Trời ơi nó chói ngay mặt bây giờ. Bạn coi bạn nhắm bắn lại bạn chạy đường nào. Nó ngay trước mặt bạn luôn, không ngắm chạy đường thẳng hết. Rồi tim từ từ tim đậu vô đúng không? Đậu lại quay cái đích vô nha. Trời ơi chạy rồi. Trời ơi chạy. Gì bạn tôi đang ngắm. Ê. Rồi. Không thích người ta rồi nha, không hút nữa nha. Tôi vô O11 nha, thằng Kim đi vô O12. Bo cua dữ quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi lấy hàng nha mọi người. Thì ở đây mình có được là hàng lương thực, hàng cắm, hàng xăng dầu, quần áo và tạp hóa. Chỉ này lấy hàng bao mát luôn, không có kinh. Được rồi. Đó, có mà. Còn miếng tức ra hết rồi. Anh sẽ đi chở lương thực, để có gì anh nhích miếng anh ăn cũng được. Ok. Rồi ok. Thì cái hàng trong này á, xe tải của các bạn á, tùy vào cái lượng xe nha. Ví dụ như mình đi con xe 3 tấn thì thời gian mình lấy hàng sẽ rất là nhanh, tại vì con xe nó nhỏ. Đi xe 10 tấn thì thời gian sẽ lâu hơn nhiều, tại vì cái thùng hàng nó rất là bự và nó chứa rất là nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi ha. Ê chơi vậy ai đổ. Rồi xong rồi các bạn. Bây giờ là mỗi người 5 chiến đúng không? Đua nhau xem mà ai đi nhanh nhất. Hôm nay tôi buồn. Đó buồn quá hả, còn có một đồ ăn à. Đi. Đâu. Đi. Bạn Khang thấy dẫn đường không bạn Khang? Không anh. Rồi vậy thôi, tưởng là bạn thấy bạn chỉ đường giùm. Rồi bây thấy giờ chỉ mình, đường. Mình chạy sẽ đi ra mà bến cảng. Ôi, trời lên đẹp quá các bạn. Ôi sáng quá không thấy gì hết. Rồi nhẹ nhàng thôi đó. Trời ơi ở đây có trạm thu phí luôn. Này biết nó có mở không nữa. Do là nó không mở nha các bạn. Ôi có camera tờ le luôn. Nhưng mà do là mình chạy tới nó không có mở ra, cho nên là mình nhích nhẹ cái cây đó nó bị mục rồi. Thì bây giờ bắt đầu cuộc hành trình đi vận chuyển hàng hóa trong này. Và hẹn bài tập sau mình sẽ thử đi chuyển vận hàng cấm ha. Chuyển hàng cấm trong này nhìn nghe khá là hấp dẫn. Thì thường thường là hàng cấm các bạn sẽ được chuyển giống như kiểu là mình sẽ được nhiều cái lợi ích hơn. Nhưng mà song song với đó thì sẽ có nhiều cái nguy hiểm hơn. Để mình tìm hiểu xem là cái hàng cấm đó là khi mà mình giao mình sẽ được những cái gì. Rồi mình sẽ làm một cái video chạy hàng cấm cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi cái hàng bình thường thôi. Lát ra xíu. Ok. Bạn Khang đặt cái tên vậy là không hợp lý nha. Tên dễ thương vậy. Tôi hơi ngứa mắt xíu á. Này mà có đá ra được xe nãy giờ bạn đứng đường lâu rồi. Không có đứng đây không? Đứng ngay đò. Em thấy đò đường mới đúng. Ê, sao mà luôn về chậm nha. Rủ đua xe không? Ê nhóc ơi. Nhóc lóc chóc. Nói chạy khó nghe quá. Mới phải mua cái điện đào.
Tông xe là biết à. Ủa vậy ngay chỗ này là chỗ quẹo lo đuôi với bả. À, tại vì do cái này là mỗi người sẽ có một cái điểm giao hàng khác nhau nha các bạn, không ai đi chung với nhau hết á. Nó sẽ ngẫu nhiên những cái địa điểm, và địa điểm của mình đầu tiên là sẽ gần ở cái chỗ như giống như cái chỗ rửa tiền á các bạn. Mình đang đi đâu anh? Mình đi giao hàng. Về hồi học bằng lái xe tải đi rồi đi giao hàng rồi kiếm tiền đồ. Nhà nghèo, kiếm tiền lái xe. Ừ, tôi biết bạn nghèo rồi, bạn bớt bớt đi. Rồi, sắp tới rồi. Thôi mình dụ Khang xuống xong mình dụ Khang giữa đường không ta? Kiểu gì kiểu... đi tặng căn. Đây hả? Ở đây dễ lắm em ơi, trời, ở đây là khu ổ chuột mà. Vậy được, căn này ở đây được. Không, lo căn được, cao cao được. Nhất á, căn cao được. Cao nhất. Căn cao nhất hả? Giờ em lên trển em làm người hướng dẫn trực thăng được không? À, ở đây có một cái chỗ mình do mình giao hàng lương thực đó các bạn, cho nên là mình sẽ giao ở những địa điểm bán đồ ăn ha. Rồi đây, từ từ để chạy đây, bấm mê đã giao hàng đó, đang giao hàng là đợi một xíu nó sẽ dỡ hàng xuống. Xe tải 5 tấn thì chở được 5 chuyến nha các bạn. Rồi xong, đi tiếp. Tôi biết bạn giàu mà. À, các bạn thấy cái đồ họa này đẹp không? Các bạn comment phía dưới cho mình là cái đồ họa này với đồ họa trước cái nào đẹp hơn. Cái này nó đẹp hơn rất là nhiều. À, nó theo một cái tông màu là màu vàng, nhìn nó thật hơn á. Đồ họa trước nó xanh xanh, nhìn nó cứ như hoạt hình đó các bạn. Giao mấy chuyến nữa xong anh? À, con này 5 tấn là giao 5 chuyến á. 1 tấn là 1 chuyến. Đói bụng không? Xuống với thùng xe lấy đồ ăn kìa. Nay giao đồ ăn mà, đồ ăn thức uống mà. Ăn thoải mái. Lấy xong cho công an còng đầu. À, ăn thoải mái, ăn xong rồi anh cho em ở lại đó thôi. Thôi đâu, cao bánh xe. Hồi nãy bạn đòi là căn nhà cao nhất đúng không? Bên này có nhà cao nhất nè, cho lên chỉnh quét lá. Thôi. Đi lau kính cũng được. Ờ, đi lau kính đúng rồi. Trong này có một cái công việc rất là hot là đi lau kính. Đu thôi, tự thôi. Trên, đu xuống. Ê. Ơi, hello. Ơi. Vui ha. Vui chết luôn. Cái này mà, cái anh này tông mà... vô còn vui. Trời ơi, tông vô nó bị hư xe, nó bị đền tiền á. Cái lúc lấy xe ra là thuê là nó trừ tiền, xong rồi tông vô là nó lúc mà về nó bị hư xe là nó bắt đền á. Giờ em thấy là trả tiền hơi mệt á. Ồ, hình như quẹo hơi nhầm. Xe không có kính. Ủa, anh nhớ có kính mà ta. Bể rồi. Bể nào? Anh nhớ lại có kính trước kìa. Ờ, nhưng mà anh nhớ có mà. Có đâu. Hay là bể. Cái lúc mà tông vô cái cây chỗ quẹo lộn đường á. À. Không, nó bị bể trước ngay cản rồi. Ủa. Được, ok, đây có cả hai cái thanh rồi. Ủa, anh nhớ cản anh có làm gì đâu mà nó bể ta. Có, anh tông vô xe và lưu đó. Không để ý, trời. Ở vậy cho cô đội chạy xe là một tội ác. Ủa anh Tâm mà không phải. Giờ muốn gì? Rồi, ok, bây giờ đi giao tiếp nha các bạn. À, mình nghĩ là sắp tới trời mình đi giao hàng cấm thì trong này sẽ tự nhiên mọc lên rất là nhiều cảnh sát. Xe tải giống xe rally quá. Lý gì bạn này, đường nhựa mới được đất nha. Bạn ngồi bằng kiệu mà hồi tôi đá bằng xuống xe à. Cho nên giờ không thấy anh em nào đi giao hàng nữa ta. Anh em của tôi đâu hết rồi. Tìm đầu thú đâu rồi. Một hồi bạn đi kiếm cái đầu con thú bạn gắn vô nha. Thôi. Mốt mình lập một cái băng đảng. Một cái băng đảng hội đầu thú. Đâu, cái đầu này được rồi. Đầu chọc hả? Thôi đầu chọc không có hợp lý. Đầu thú người ta ai cho đầu chọc vô. Dán quá. Anh em tôi giao điểm nào rồi, không biết nữa. À, đây là vẫn là một điểm đi giao hàng nha các bạn. Đây. Ui. Đó. Chị xe này thắng ăn lắm thôi. Nè, ở đây có burger nè, có taco nè, có cái gì, có chihuahua hot dog luôn trời. Giao một phát 3 điểm luôn các bạn. À, có cả cà phê gì nè, cái cà phê gì nó làm giống như bên ngoài á. Rồi, cố lên còn một điểm cuối cùng nữa. Trời ơi. Vậy chạy ngược chiều, ngược chút xíu bạn thấy đường có ai đứng nhìn đâu mà sao đâu. À, có nhiều bạn sẽ thắc mắc là cũng hỏi mình ở những tập trước á, đó chính là tại sao trong game này nó lại không có những cái con NPC, những cái con xe chặn ngoài đường và những người đi bộ ngoài đường.
thì một phần là do cái server của hai em này các bạn. Em phải. Hả hả. Bạn có biết lần xe tải này đánh cái dầu nó phải rộng lắm không? Học đi lái xe tải thôi. Đi học lái xe tải đi. Khu dân cư chạy nhiều. 80 trong này nhỏ, trong này tại 80. Còn cái khu khu dân cư mà khu nhỏ nhỏ kia là 50, cao tốc là 120. Do là cái sự đồng bộ của frame nó rất là kém á các bạn, cho nên nếu mà mod NPC vô á là có khi là cái người chơi của mình á hoặc là những cái bạn gì tôi quẹo mà. Những cái bạn mà chơi cùng với nhau sẽ không đèn có đánh được có nhau một luôn. Cái đèn đỏ là phải dừng hết chứ. Nhiều lúc kiểu bị bung vô được. Cái NPC luôn á. Rồi nó không có đồng bộ được cùng một cái con NPC đó cho hai người, rồi đông người nữa là rất là lag, cho nên là thường là những cái server lớn hay là những cái người này kia người ta sẽ bỏ hết những cái đó ha. Mình cũng muốn có NPC lắm nhưng mà do là đồng bộ nó kém quá thôi. Cho nên là trong này chỉ có những người chơi với nhau thôi. Nếu mà được các bạn thấy một con xe đang chạy là chắc chắn là người chơi. Còn nếu mà không ai ngồi cho đó là chắc chắn là ma. Xóa game đi là vừa. Cố lên, còn chiến nữa. Chạy chậm quá. Ê bạn, hồi nãy tôi chạy nhanh đó thì bạn kia tôi chạy nhanh quá. Bây giờ tôi chạy vừa thì bạn kia tôi chạy chậm thì bạn muốn cái gì? Sắp rồi, sắp có tiền rồi. Hiện tại trong người mình có 41.000 đô. Mới vô các bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ là 50.000 đô trong... Chạy cút gì về hai bánh mới luôn. Sao thay được? Sao bạn thấy cái chỗ dở hàng chất không? Đậu dưới đường luôn. Tại vì nó ngay đó rồi đưa xuống lẹ mà. Đó đi luôn rồi. Bây giờ mình còn một đoạn nữa là mình đi về. Tại vì vô trong á, nhiều lúc mấy ông xe tải lớn vô chưa giống lọt. Đậu mấy mé đường xíu cũng được đó. Chỗ đó là cái quầy nhỏ thôi, cho nên là giao ngắn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Đó, đây lúc nãy là tụi mình có giao kèo với nhau là xem coi ai về tới đó. Cái trạm xe tải trước nha các bạn. Có nghĩa là xem nhân phẩm của ai kém, tại vì trong này nó có những cái điểm tút tút ở ngoài xa trên kia nữa, ở khúc ở sa mạc rồi khúc này kia á. Muốn điền đi đâu anh? Đi giao hàng. Ủa xong chiến mà. Nè đây mới là chiến cuối nè, nãy đếm hơi lộn. Ê bây giờ đi về, Rồi bây giờ em mở bản đồ lên em chấm giùm anh. Ở đây coi nó còn. Rồi ok, có rồi. Thôi. Đó, bây giờ đi về ha. Thì những cái điểm đi giao hàng các bạn sẽ là điểm màu vàng, nhưng mà những cái điểm mà khi mà về thì sẽ là cái điểm checkpoint này. Cho nên các bạn cẩn thận một xíu ha. Lỡ mà bạn nào mà có gọi là bị mất cái checkpoint á, kiểu mình bấm map lên xong rồi nhận một cái điểm khác á, thì mình cứ mở bản đồ lên mà chọn vô con xe tải mình đi về là được. Ok, bây giờ mình đi về cái đã. Rồi các bạn ơi, về tới nơi rồi. Nghe thấy gì không? Đâu nghe gì đâu. Ê đoạn này bây giờ mình sẽ đi vô này. Đi đúng nha. Anh lúc nghe nãy thấy gì không? Đằng sau kìa. Hết hồn. Sao anh? Sao anh ơi? Vụ gì anh? Lương Đức. Xin chào ông nhá. Rồi chào anh. Tôi là bên đội tuần tra tội phạm. À, ok. Tôi có nghi ngờ là xe anh đang vận chuyển hàng cấm. À, ok. Anh cho phép tôi kiểm tra xe anh nhé. À, ok, mời anh kiểm tra. Để xuống mở cửa, mời anh kiểm tra. Trời, em là công dân liêm chính, là sao lại vận chuyển hàng cấm? Đấy, xin mời. Xin mời anh kiểm tra. Gì trời, gần tới nơi rồi còn bị bắt nữa. Xe này xe lương thực nha anh ơi. Chở đồ ăn thức uống chứ không có đồ gì kia đâu. Ủa anh công an anh nên làm anh không mang dài vậy anh. Tôi đang chân đất là sao? Tôi đang đi vệ sinh thì cái người dân báo là có cấm qua đường dài nổi nhá. Xe này vận chuyển hàng hóa hợp pháp nha. Rồi ok. Còn gì nữa không anh? Không có gì. Rồi, okay. Anh cần đôi dép không? Trên xe em có đôi dép. Anh đang vận chuyển bình thường á. Ok, bye bye anh nha. Okay, anh ơi, có chiếc xe nữa kìa anh kiểm tra nó, có chiếc nó tới nữa kìa anh ơi. Có một chiếc nữa, anh đậu vô cho em, có một chiếc nữa. Kìa. Ôi trời. Anh ơi, kiểm tra nó anh ơi, thằng nó vận chuyển rồi. Anh ơi, nó vận chuyển hàng cấm anh, bắt nó đi anh. Bắt nó. Xem nó chạy kìa. Ok, bây giờ em làm nghèo như vậy luôn. Thôi là hôm nay mình chuyển hàng hợp pháp quá các bạn. Chuyển hàng cấm là chết rồi, ăn cái này chết rồi. Đây bây giờ trả xe, đây, về đây. Rồi,
đợi xíu, à, đây, à, mình được 34.900 tiền vận chuyển và mình sẽ tốn 100 đô để mình sửa xe ha các bạn. Rồi ok, coi như là video hôm nay của mình đã xong rồi, cũng như là cái quá trình đi làm công việc xe tải của mình cùng với team của mình là đã xong rồi nha các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tập hôm nay của tựa game GTA 5 Fame Roleplay này. Hẹn gặp tập sau nha. Bây giờ đi ra kiếm Blue và tới chưa. Đi 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 Khang, đi Khang, đi Khang. Đi đi bộ ra, mình ra mình coi mình nóng hết được. Từ từ nha các bạn, mình chào lúc nãy thôi nhưng mà đây là mình đang một đoạn bơ nước nhẹ, mình ra mình xem. Này cái đường đi vô sẽ là cái đường này đi thẳng nè. Dạ. Ý, ê được đi hả? Hello, đi thẳng luôn bạn ơi, đi thẳng luôn. Ê chứ nè, bà Tòng chết á. Đi thẳng luôn bạn ơi. Dạ đúng chết bây giờ. À tôi hàng nhất nha bạn, tôi giao xong rồi. Ở tôi hàng nhất nha. Bạn đi trước tôi, bạn đi trước tôi mà tôi giao xong rồi. Rồi ok, rồi chào các bạn nhé. Bye bye.